Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bác hôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tươi cắt duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ấm tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc. Tình yêu chúng ta em có biết bao đêm anh nằm thao thức vì em, nụ cười ánh mắt ngây thơ khiến trái tim anh thẫn thờ. Chẳng có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây, mặt hồ nước long lanh chẳng soi bóng im hình đôi ta. Em ơi anh rất muốn qua với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết duyên hương chung một mái nhà. Cô bác hôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tươi cắt duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ấm tiếng cười trẻ thơ, bên nhau cho đến lúc răng long bạc. Cháu Hào cũng rất nghiêm túc đặt vấn đề với bố mẹ là có mong muốn là cùng với cháu Hà nhân duyên vợ chồng.
Thì thể theo nguyện vọng hai cháu được sự nhất trí của vợ chồng ông bà Xuân Mai hôm nay ngày này tháng tốt. Gia đình cháu Hào có cưới trầu rồi lễ vật, xin đến xin được dặn mõ của nhà gái. Thế và rất mong muốn là ông bà Xuân Mai sẽ chấp nhận lễ, tạo điều kiện để cho gia đình chúng tôi được câu chuyện sâu hơn về chuyện đôi lứa của hai cháu, và cũng tạo điều kiện để các cháu thực hiện được ước nguyện của mình, đó là hai cháu sẽ phải chung một nhà để và làm tròn trách nhiệm của người làm con đối với hai gia đình. Thế sau đây thì tôi xin trân trọng giới thiệu là mẹ của cháu Hào sẽ trao lễ vật cho gia đình nhà gái, và hy vọng nhà gái sẽ nhận thế và để cho tạo điều kiện cho hai bên gia đình trực tiếp. Xin mời tiếp nhận lễ và mẹ Mai cho nên nhận lễ. Mẹ cháu sắm một chút lễ mọi gọi là lòng thành để trình báo lên tổ tiên gia đình nhà gái và các quan viên của họ nhà gái hôm nay, mong là nhà gái chúc thuận và chúng ta sẽ cùng xe chợ sợi chỉ duyên đỏ để cho hai con đến với nhau. Rồi xin các ông bà truyền thống tên cánh phượng. Trong cây trầu này có rất nhiều những chú chim phượng xinh đẹp, và gia đình nhà cha cũng mong muốn là các con sẽ như đôi vang phượng xinh đẹp vui vẻ bên nhau, sống viên mãn hạnh phúc suốt cuộc đời, và sẽ xin cho hai dòng họ nhà chúng ta những chú chim loan chim phượng nhỏ bé xinh đẹp xung vầy với gia đình nhà chúng ta suốt cuộc đời.